Sinh ra đã phải đi lùi mãi mới về vạch đích. Em bé mới đầy tháng đã được bố mẹ tặng Lamborghini 22 tỏi. Ngay khi xem được đoạn video này, tôi đã thấu hiểu một điều. Khoảnh khắc chiến đấu cam go nhất của đời người không phải là kỳ thi đại học căng thẳng, hay lúc chúng ta chạy nước rút về đích trong cuộc thi marathon, hoặc khi mình cạnh tranh khốc liệt cho hợp đồng với dự án lớn, mà đó chính là khi chúng ta chen nhau giành được suất đầu thai vào gia đình giàu có. Giống như cậu bé này đây, dù chỉ mới 30 ngày tuổi, nhưng tên của cậu đã được gần như cả nước Trung Quốc biết đến, Cố Cảnh Thần. Nghe khá giống tên các nam chính tổng tài trong phim tiểu thuyết ngôn tình phải không nào? Món quà đó là một chiếc Lamborghini màu hồng rực có giá 22 tỏi, được chở trên đường nổi bần bật, bắt mắt với dòng chữ: "Chúc mừng đầy tháng bạn nhỏ Thần Thần. Chúc mừng con đã trở thành chủ nhân của chiếc xe Lamborghini này. Mẹ rất yêu con." Được biết, cậu bé này tuy chỉ mới đầy tháng, tức 30 ngày tuổi, nhưng đã sở hữu tài sản lớn mà rất nhiều người mơ ước cả đời đều chưa có được. Đầy tháng thì tôi biết, Lamborghini tôi cũng biết, nhưng mà hai thứ này kết hợp với nhau thành một món quà đầy tháng cho em bé thì quả là lần đầu tiên tôi được mở mang tầm mắt. Mẹ của cậu là một người phụ nữ rất xinh đẹp, sinh năm 94, còn bố thì lại sinh năm 2000. Cậu bé hiện được đánh giá là nhà vô địch môn đầu thai. Có xe rồi, đạp chân ga mỏi mệt mới quay được về vạch đích, bạn Thần Thần ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị.